Chào các cô chú anh chị, chúc các bác cô chú anh chị cuối tuần vui vẻ cùng một ngày Trung thu với các cháu thật là xả láng các bác nha. Nãy thì hôm nay cuối tuần thì cũng ở nhà chơi với cháu tí, lại đang bị một bên mắt đang bị đau, bác chắc đi nhiều quá, nhìn linh tinh nhiều quá bị đau mắt thì ở nhà chắc quay phim mấy cây quanh quanh đây, mấy cây mới với lại tí nó làm cái cây tấm đá kìa, tấm đá kia chưa làm được gì nhiều nhưng mà cũng được sửa đá, tấm đá thì mua trung dâu trồng một cây hoa hồng trong anh kia, cái hoa hồng Sapa. Quay trở lại cái chuyện mà bonsai ấy, là em đang có tạm thời gọi là đang có ba con rất hay này. Bên này là con cục bé tí này này, là con canh châu này, gọi là chân châu ấy, siêu mini này. Đấy, còn con mai chú thủy này nhá, rất đẹp nhưng mà có một bác rất là yêu cây, bác ấy nhờ mua giúp thì không phải của em nhưng mà vẫn được chơi một thời gian nữa, thì bác đang công tác xa nên chưa về, chắc phải Tết nữa. Còn con này thì chính thức là của em thì lấy cũng được một thời gian rồi, cũng được độ 2 tuần rồi. Đấy, con si đỏ tay chuột rất dài. Đấy thì đang có ba con này chia sẻ với các bác. Vâng nhé, thực tế là định có thêm một con này nữa nhưng con này nó tông nó to hơn một chút, còn con đang làng này các bác này. Đấy, con này thì sẽ khoe sau, đấy. Nhìn lộn nhộn chỗ này nhưng mà tầm hơn 30 cây đây các bạn. Thì quay trở lại với cái bài ông này thôi nhé, bây giờ chi tiết vào từng ngày công các bạn nhé. Đầu tiên là ông canh châu này các bạn nhé. Thì canh châu này thì nó rất là nhiều tên gọi các bạn. Thì em quê ở quê miền Bắc mình thường gọi là canh châu, nhưng mà bên Trung Quốc họ chơi dòng rất là mạnh mà nó rất là đẹp. Thứ nhất là nó thân của nó màu sắc thân nó rất là đẹp, thứ hai là chi dăm của nó nhìn nó rất là cổ thụ, thứ ba là lá của nó đẹp, và đến cái mùa gần Tết thì lá nó chuyển thành màu đỏ đẹp, lá nó gần giống lá cây du nhưng nó đẹp hơn chút. Đấy, và cái thứ ba đó là có hoa có quả. Đấy, bonsai mà có hoa có quả lá nhỏ đó thì còn gì bằng, thân đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp. Đấy, thì ở bên Trung Quốc nó chơi cái này và nó cứ gọi là cái tước mai hoặc là cái tước mai. Thì ở mình thì nó có vùng thì gọi là canh châu, có vùng gọi là chân châu, có vùng gọi là kim châu, nhưng mà thực tế thì nó cái tên canh châu thì có vẻ là chuẩn hơn cả. Chứ cái tên chân châu thì không phải, chân châu là cây khác. Đấy thì tùy các bác mỗi vùng miền gọi nào. Đấy thì cây này các bác nhá, nó rất là bé đây này. Nó chỉ tầm mấy phân thế này thôi, mấy phân thế này thôi. Đấy, nó nặng là nặng cái chậu này nhiều đất này, chứ nó có tí này thôi. Bệ gốc của nó đây. Đấy, siêu mini siêu lùn. Bệ rễ chỗ này phun ra rất gớm. Nắng á. Chơi á, đi chơi á. Chơi Trung thu á. Đấy các bác nhá. Nhìn nó rất là thiên nhiên các bác. Càng bé càng thiên nhiên, chơi rất là sướng. Bẩn quá. Đấy là ông canh châu các bác nhá. Canh châu nhá. Tiếp theo là ông Mai Chiếu Thủy. Ông này thì kích thước như này. À nhá. Đấy. Bệ rễ rất khủng và nó cũng là một thuộc diện hàng VIP, kỹ từ bệ rễ cho đến cái tay cành, những cái điểm cuối của đầu cành. Đấy.
và trồng bằng đất Nhật này. đất Nhật với Nhật về các bạn, đất Nhật nhé. Đấy. Thế thì nó hay ở chỗ là nó thấy cái cổ thụ thiên nhiên, và cái thứ hai là bệ rễ nó tự nhiên chứ không phải là làm từ bé, nhìn nó nhân tạo nó cũng không hay. Đấy các bạn. Nó rất là cổ thụ. Bộ tay hoành này rất là nghệ thuật. Nhìn ngọn nhấc lên rất là lắc lượng. Đấy các bác nhìn. Này nhá. Rất đầy hết ít nhá, rất đầy. Vẫn đang có hoa này, rất thơm này. Rất đầy. Đấy, bệ rễ bên nào cũng chơi đẹp. Bên nào cũng chơi đẹp. Bác này bác công tác bên Hàn Quốc, nhưng mà bác em chỉ chụp cái ảnh gửi mấy cây giống như này, nhưng mà bác chọn đục cái cây đúng là chuẩn nhất thật. Đúng là chuẩn nhất. Từ bệ rễ cho đến tay cành ngọn. Những cây kia nó có cây được bệ đẹp nhưng mà sẹo to, cổ xấu. Con này là hoàn hảo nhất trong số các cái đống cây. Cây này thì rất đắt tiền nha các bác. Nhìn bé bé này nhưng mà đắt tiền ạ. Đắt tiền lắm. Đấy. Thì em cũng mua hộ thôi chứ. Cũng muốn có một cây nhưng mà nó hơi cao. Đấy. Dù sao mình cũng đang được chơi mà. Ít nhất là chơi từ giờ đến Tết. Đấy. Thì còn gì bằng đúng không bác? Vừa mua cây không mất tiền mà vừa được chơi. Xin cảm ơn bác nhé. Bác Quyết nhỉ. Thấy bác tên là bác Quyết. Đấy, nhiều khi anh em các bác ở xa cứ tin tưởng là cũng thấy mình có một cái gì đấy nó rất là vui. Xin được cảm ơn các bác như là như vậy. Đấy. Các bác cứ em giúp được gì thì các bác cứ ấy nhé. Không ngại cái gì cả. Đấy. Chỉ có em là sướng thôi. Đấy các bác. Đẹp, rất đầy, tán đầy. Hai mặt nào cũng chơi được. Già, chi rằm. Đáng đồng tiền mất gạo đúng không các bác? Đáng đồng tiền mất gạo. Đó, bệ. Đáng đồng tiền mất gạo. Cái bệ mà nó cứ trải như này là không đẹp bằng bệ này đâu. Bệ này cảm tự nhiên. Bệ trải là làm từ bé. Cái dâm cái cành buôn thu cái rễ nó xung và rễ ra xung quanh thì nó là như vậy. Đấy các bạn. Rồi. Tiếp đến là tiếp theo là ông si đỏ tai chuột. Thì ông này là ông đắt tiền sau con mai châu thủy là một chút. Thì chia sẻ với bác là các dòng si bây giờ thì si tay chuột chơi bonsai là chuẩn nhất. Nói về dòng si các bác nhé. Đấy, đang là rất là có giá, si tay chuột đang rất có giá. Nhất si tay chuột là gì? Si tay chuột lá nó rất là nhỏ, lá nó nhỏ như cái tay chuột này, bé bé tí tí kia. Các bác nhé. Đấy, và nhìn nó rất là già và nó nhỏ nhỏ này. Nói chung cái gì của nó cũng nhỏ nhỏ. Là bonsai rất là phù hợp. Và úp của nó khi mà chồi lên nó cũng đỏ đỏ. Đấy, như si đỏ. Thì con này thì lúc em nhìn thấy cái là em mua luôn. Nó khá là đắt. Khá là đắt. Nhìn bé này nhìn khá là đắt. Mua luôn vì là nó. Thứ nhất là bây giờ các bác chơi bonsai thì đầu tiên là cốt cán nhé. Cốt cán thì cây này thì cốt cán thì nó có một chút nghệ thuật. Thứ hai là nó phải giả các bác nhé. Mọi cái tiền nong giá của cây thì đều được trả giá bằng thời gian đúng không ạ? Ví dụ các cái cây mà bác cứ nhìn thấy tương lai nhưng mà nó xa quá, làm sao nó có tiền bằng những cái cây mà đã trải qua thời gian được. Đấy các bác, tiền trả giá cho thời gian. Đấy. Thì cây tai chuột này em đang tính đi làm lại đá và cho lên cái khay, làm lại đá và cho lên cái khay khay đá nghệ thuật cho ông Tân ấy, anh Tân ấy. Tuân là người làm đá rất là nghệ thuật. Đấy, mọi anh em thường thường anh em chơi cây hay mang cây ra anh Tân làm đá, vì không phải ai cũng làm được đá đâu. Chơi được cây nhưng không làm được đá. Đấy. Cây này sẽ mang ra anh Tân thì nó sẽ nghệ thuật lên bội phần. Thì lúc đấy thì nó sẽ có giá trị nhiều hơn cái mai triệu thủy này nhiều. Đúng không ạ? Từ cái khay cho đến cái hòn đá nó đã khác. Sau bác sẽ nhìn thấy. Như đây, cây này như này.
Đoạn này nó ôm cái hòn đá với lại cái hòn đá cũ với lại cái nhà bằng xi măng ấy. Đấy. Rất là lâu rồi đấy. Cũng rất là lâu rồi. Nhìn các bác nhìn nó già. Bé nhưng mà già lắm. Đấy. Thì sau làm hòn đá giật tầng xuống dưới cho cái này ôm vào hòn đá. Cái này cũng một là ôm hòn đá. Thì nó sẽ nghệ thuật hơn rất nhiều cho lấy cái khay. Xì đỡ tai chuột, lá như tai chuột, bé tí. Đấy các bác nhìn. Rất già, dằm nó dày chi chít, rất già. Rất già. Các bác nhìn thấy thiêng. Chia sẻ với bác là cũng không phải là ai cũng có thể cảm được những cái phong cách thiên nhiên lùn như này, thì nó cũng dần dần, nhưng mà các bác trẻ bây giờ chơi rất hay. Em rất thích những phong cách như này. Đó. Mini mà đầy đủ hết thì nó sẽ có giá hơn rất nhiều là những cây to, và đem đi chơi triển lãm thứ rất là vui. Đó, các bác. Đấy thì con này sẽ phải đầu tư đá nhé, đàng hoàng các bác ạ. À, con này sẽ đầu tư làm đá thì lúc đấy các bác nhìn sẽ thấy nó thôi rồi, dần dần sẽ phải đi vào chuyên nghiệp dần các bác. Nghệ thuật không chỉ từ cây mà còn kết hợp từ chậu và tiểu cảnh, thì đấy là đỉnh cao nhất của bonsai các bác. Và nhìn thấy thiên nhiên thu nhỏ ở trong đó mà. Đấy thì mình có cái cây đẹp nhưng mà từ trước giờ thì chưa chơi chậu, chưa chiếc gì cho nó đàng hoàng, nhưng mà sắp tới sẽ phải làm như vậy để cho các bác định hướng cho một số anh em nó mới chơi hoặc là mới tìm hiểu cho đỡ lệch lạc, thì nhiều khi nó tào lao quá nên nó cũng chưa được chuẩn chỉ. Đấy thì hứa hẹn sắp tới sẽ đầu tư vào món đấy, nhưng mà nó cũng là khá tốn kém nên là cũng cứ thong thả thôi nhé. Có tác phẩm nào sẽ khoe các bác. Đấy, khi nào xong con này em sẽ khoe các bác. Đá đi, tất nhiên chưa thể làm ngay được. Đấy. Rồi. Ok, các bác cuối tuần vui vẻ nhé. Thì em sẽ làm cái kia quay tiếp.